Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Sport Hùng đây. Và hôm nay thì Hùng đã đưa ra một quyết định khá đau đớn. Hùng sẽ phải thanh lý và thậm chí là bán lỗ vốn các mẫu giày ở đây để Hùng có thể thu vốn về và chuyển qua kinh doanh chuyên sâu về giày cầu lông để phục vụ anh em. Bởi vì là đa số khách hàng của Hùng đều là dân cầu lông, và việc mà Hùng lựa chọn nhập các mẫu giày thời trang, các mẫu giày chạy, các mẫu giày running, các mẫu giày tập gym, giày đi bộ này, giày đi chơi này về thì có thể nói là một trong những quyết định khá sai lầm của Hùng. Và hôm nay Hùng đã phải ra quyết định đó là thanh lý chúng đi. Thì thực sự là không phải là Hùng không bán được, mà chỉ là nó bán chậm hơn đồ cầu lông thôi. Với cả là Hùng bán nhiều thứ quá, kinh doanh đồ cầu lông đã rất nhiều rồi, không có thời gian để mà bán những cái đôi giày như này. Tất cả những đôi giày ở đây đều là hàng chính hãng 100%, đều là các mẫu giày nổi bật của hãng Li-Ning, và đều là các mẫu giày tầm trung và đa số là tầm cao và cao cấp. Thì bây giờ Hùng sẽ đi lần lượt từng đôi để Hùng giới thiệu đến mọi người. Trước tiên là Hùng sẽ đi các mẫu giày nam trước cho mọi người. Ok, mẫu giày đầu tiên là mẫu giày, đây mọi người thử nhìn thấy hộp, mã của sản phẩm Li-Ning ARCL0215, giá gốc là 399 tệ, size là size 42. 399 tệ tức là nó rơi vào khoảng 1.250.000 tiền Việt Nam. Có duy nhất một đôi size 42 và màu nâu. Màu này là màu da này. Màu nâu, đế của nó rất dày. Đây mọi người có thể nhìn thấy mặt đế. Đây là dòng giày thuộc dòng giày thời trang của hãng Li-Ning. Giá gốc là 1.250.000. Và Hùng đã nói là bán thanh lý lỗ vốn, bán giá 450. Hàng chính hãng 100%, không gặp bất cứ một vấn đề vì chất kém chất lượng gì hết. Size 42. Cũng cùng mã với nó, một màu sắc khác, chất liệu hơi khác, nó chất liệu ngoài này, chất liệu da ngoài nó không phải là da mà nó gần như kiểu dạ lì ấy. Cũng chả biết nói chất liệu gì nữa. Nhưng em nhìn qua video có thể thấy chất liệu của nó. Đế thì nó vẫn thế, nó cùng một mã, nó chỉ khác màu thôi. Đấy thì đôi này có size 41 cũng bán 450, 1.250.000, còn 450. Đấy thì là hai mẫu lẻ nhất đầu tiên. Tiếp theo đó là giới thiệu đến mọi người mẫu giày Li-Ning Superlight, một trong những dòng đế giày phải nói là nổi tiếng nhất thế giới của hãng Li-Ning về dòng giày chạy, siêu nhẹ. Đây mọi người có thể nhìn thấy công nghệ đế của nó, công nghệ đế mặt, đế ngang, đế dọc, rất là bám nền, có miếng carbon ở giữa, nó là công nghệ chống xoắn để giày nó giữ tính ổn định cao trong khi chúng ta tập các môn thể thao. Đây là giày thiên về chạy, đặc biệt là chúng ta chạy bộ. Công nghệ đế của nó là công nghệ Form Evalis, trong công nghệ đế siêu nhẹ của hãng Li-Ning. Chất liệu vải của nó thì chất liệu vải dệt. Đây mọi người có thể vào thấy chất liệu vải dệt. Cái phần này thì nó lại dệt khác, nó gần giống như kiểu sợi cước ấy, nó rất là chắc chắn. Phần này thì vải dệt. Đây. Rất là thoáng, mọi người có thể nhìn thấy xuyên bên trong đấy, rất là thoáng. Đây mọi người thấy chữ Superlight đây, biểu tượng Li-Ning đây. Và cái các sợi chỉ ở đính trên cái dây này đều là sợi chỉ phản quang. Và chúng ta có thể nhìn thấy đây, hai cái viền hai bên chữ Li-Ning này cũng là phản quang. Đôi giày này chỉ có size 42 và size 43. Đây là hộp của nó. Nó khác với các hộp khác bởi vì nó là dòng Superlight. Superlight nó toàn làm hộp màu đen này thôi. Đây là bảng size này. Đây là mã của đôi giày và giá gốc của nó. Mã của đôi giày là ARBN015 Lightweight Running Shoe. Mọi người có thể nhìn thấy nó xếp hạng vào vài giày chạy siêu nhẹ. Giá gốc là 469 tệ, nó rơi khoảng 1.600.000. Đây là size 42, dài 26.5 cm, dành cho chân anh em nào rơi từ khoảng 26 đến 26.3 đi là đẹp nhất. Đấy thì đôi này mức giá gốc là 1.600.000, thì Hùng sẽ bán cho anh em. Anh em nào đi vừa thì liên hệ Hùng, mức giá là sẽ là 650, 650.000. Mọi người không nghe nhầm đâu, 1.600.000 siêu còn 650. Tiếp theo là mẫu giày phải nói là Hùng ưng nhất và Hùng vẫn là thích nhất. Mẫu giày, dáng giày rất giống với Ultra Boost. Mọi người có thể nhìn thấy ạ, dòng giày nổi tiếng thế giới của hãng Adidas. Thì Hùng sẽ cùng mọi người tìm xem về nó. Đế của nó, lớp đầu tiên nó lớp mặt đế, gần giống như kiểu cao su chống mài mòn cao, rất bám. Tiếp theo là công nghệ đế này, nó dùng công nghệ đế, đâu để Hùng xem, Li-Ning Cloud. Đây mọi người có thể nhìn thấy cái biểu tượng đế này, là biểu tượng của công nghệ Cloud. Nó có 3 lớp đế này. Lớp đế này, lớp đế cái gì form ấy, quên mất tên công nghệ rồi. Đây nó có 3 lớp đế, lớp này nó rất dày, giảm chấn rất tốt. Thêm đó là lớp Li-Ning Cloud, một trong những công nghệ giảm chấn tốt nhất, nổi tiếng của hãng Li-Ning.
và nó sử dụng chất liệu ở bên trên, nó chất liệu vải dệt có giãn 3 chiều và rất là dày dặn. Cùng với nó sử dụng thiết kế cổ thun. Cổ thun thì rất tiện lợi cho anh em khi mà anh em đi ấy thì không phải tháo dây, có nghĩa là anh em chỉ cần buộc dây cho nó gọi là đẹp thôi. Và khi chúng ta xỏ chân vào với công nghệ cổ thun này, chúng ta không cần phải tháo dây dây. Với mẫu giày này thì chỉ có size 40 và 42. Để ông kiểm tra. Đây mọi người có thể nhìn thấy ạ, trên hộp nó ghi là Lightning Cloud. Đây đây là size 40. Đấy, giá gốc là 499 tệ, nó rơi vào 1.750.000. 1.750.000 ông bán cho mọi người mức giá 750. 750, 1750, 750. Rẻ hơn 1 triệu. Đều là thời điểm Hùng Săn giảm giá ở mức giá sâu nhất. Hàng chính hãng 100%. Đây, size 40. Còn toàn size 40 thôi. 40 hình như còn một đôi 42. Đôi này 42 thì phải. Ok, đôi này 43. À, còn một đôi 42 nữa. Đôi 42 này, đây, hộp nó nát hết rồi. Đây. Đây, đôi này 42, còn một đôi 42, một đôi 43 và hai đôi 40 nha mọi người. 1 triệu, đây màu xám nhá. Mọi người có thể màu xám, nếu mọi người không thích màu xám, anh em nó thích màu đen thì có thể xem đôi này, hoặc là xám không có size, chúng ta có thể xem đen. Với đôi đen này thì chỉ có size 39,5 và size 41 thôi. Đó, nó giống hệt nhau, nó màu đen đậm, rất là đẹp. Công nghệ đế vẫn thế. Ok, tiếp theo giới thiệu mọi người, đây cũng là mẫu giày tầm cao, cũng giá gốc là 1.750.000. Đây, hộp của nó đây. Đây, có mã giày Lightning AGCM097, size 41, giá gốc là 499 tệ đây, size 8US đây. Hàng chính hãng 100%, nó xếp đôi giày này vào dòng classic, có nghĩa là giày cổ điển. Cái này có thể đi bộ, đi chơi, đi chạy bộ, đi chơi, đi tập game và cả đi làm nữa. Màu sắc nó rất nổi bật, màu gần giống như kiểu cam, gần như kiểu đa sắc cầu vồng ấy. Công nghệ vải dệt rất dày dặn, công nghệ vải dệt có giãn 3 chiều, rất thoáng khí. Với công nghệ vải dệt thì cái mặc định của nó là thoáng khí rồi. Kiểu giải dệt của suit công nghệ này thì nó có 3 lớp giảm chấn và lớp đế. Lớp đầu tiên, lớp bề mặt, đó là thiết kế rất bám nền, thiết kế rất bám nền chống mai mòn. Lớp thứ hai là lớp công nghệ đế E-Max, với dòng đế E-Max này sẽ nặng hơn các đôi khác. Đây, mọi người có thể nhìn thấy nó êm như nào. Và công nghệ còn êm hơn nữa, đó là công nghệ trên cùng cái phần trắng này. Nó công nghệ Lightning ARC giảm chấn, gần giống như super cushion của Yonex, power cushion đấy của Yonex, giảm chấn hấp thụ lực thả trứng vào rơi xuống không vỡ. Thì mọi người biết nó hấp thụ lực như nào rồi. Đấy, thì nó rất êm với các đôi giày có cái dòng đế này. Tiếp theo là cái này, đó là cái công nghệ phản quang này. Hai cái bên sỏ dây giày này này, công nghệ phản quang 7 sắc cầu vồng, công nghệ phản quang đa sắc của Lightning, có nghĩa là khi ánh sáng chiếu vào nó sẽ lóe sáng lên rất nhiều màu sắc, rất là nổi bật. Đó, đấy là toàn bộ về đôi giày. Với đôi giày này thì còn size, một đôi size 39,5, một đôi size 40, một đôi size 41. Giá gốc là 1.750.000, giảm giá còn 650. Cùng với đôi giày đó, với đôi giày này cũng là một đôi đó nhưng mà màu xanh dương, còn duy nhất đôi size 40. Đôi này Hùng nhập vào cao hơn nhưng vẫn sẽ để mức giá hữu nghị nhất cho anh em là giá 700. Hùng đã quyết định, mới đầu Hùng sẽ định bảo thanh lý 750, nhưng mà thôi, để giá 700 bán lốt đi, lỗ cũng được. Đấy, màu xanh đây mọi người có thể, đừng có khỏi lo keo những dòng cao cấp, những dòng giày cao cấp này keo của nó quá ngon, keo của nó tốt hơn giày cổ lông nhiều mọi người ạ. Mọi người có đi dính nước nhiều, nó cũng gần như là keo không bị ảnh hưởng nhiều. Giày cổ lông đi mà dính nước nhiều dễ bị hỏng lắm. Ok, tiếp tục, còn một đôi, đôi này cũng còn duy nhất một đôi thôi, đôi giày bán chạy nhất. Đây, giày này thì công nghệ đế của nó là công nghệ, nó không ghi ở đây, Hùng quên mất công nghệ rồi. Nó cũng là công nghệ đế siêu nhẹ nhưng tên của nó thì Hùng cũng quên mất rồi. Nó gần giống như Superlight, mặt đế đây. Dòng này là dòng running. Vải dệt của nó mọi người có thể thấy rất là thoáng, rất là mỏng và thoáng, nhưng nó không phải kém phần chắc chắn nhá. Đôi này cũng rơi vào khoảng tầm 4-5 lạng thôi. Đôi giày này, giá gốc của đôi giày này là tầm trung, giá gốc là, đây Hùng có thể lật hộp cho mọi người xem. ARBN007, 399 tệ, size 7,5US, là size 40, Lightning, chiều dài 25. Giá gốc của nó là 1.250.000. Nó rơi vào tầm đấy, vì 399 tệ quy đổi nó khoảng 1.250.000. Đấy, thì đây có cái giữ form bên trong.
Đôi giày này đi cực thoáng, cực êm và cực nhẹ. Đó, còn đúng size 40, giảm giá 650 cho mọi người, 650. Đây là một giày, mẫu giày tầm trung nhưng giảm cũng chỉ được mức giá 650 thôi, bởi vì lúc cùng nhập vào cũng khá cao. Tiếp theo chúng ta chuyển qua giày nữ nhá. Cho anh em xem giày nam nhiều rồi, trời sắp mưa nhưng chúng sẽ cố gắng giới thiệu nốt, giới thiệu nhanh thôi. Đây là dò đôi giày, chắc là nếu mà ai quan tâm đến Li-Ning thì không ai không biết đôi giày này. Đôi giày này là Li-Ning Superlight 14. Superlight 14 sản xuất năm 2017. Đây là dòng giày phải nói là gây láo loạn thị trường luôn. Gọi là nó nổi tiếng thị trường vào năm 2017, nổi tiếng trên toàn thế giới về dòng giày chạy nhá. Khi mà Li-Ning đưa ra dòng giày này, nó siêu nhẹ, hơn 300g thì mọi người biết là như nào rồi. Có thể nói một trong những đôi giày nhẹ nhất thế giới. Đây, công nghệ vải dệt của nó đây. Rất là thoáng đi mùa hè này, nhưng vải dệt này nó rất chắc chắn, mọi người yên tâm nhé. Của hãng rồi, dòng tầm cao rồi. Mặt đế đây, các dọc ngang và dọc dọc bám nền và chống mai mòn, miếng carbon ở giữa. Đây, những đôi giày cao cấp thì nó sẽ có công nghệ và công nghệ chống xoắn với các miếng carbon, các miếng nhựa cao cấp. Đây, nó cố định ở đây để gọi là giữ sự ổn định cho đôi giày đó. Còn nó sử dụng công nghệ giảm chấn là công nghệ Li-Ning Cloud nhá. Với đôi này giảm chấn đây, mọi người có thể nhìn thấy Cloud Lead nhá. Đây, Cloud Lead, Cloud, nhưng mà đây Lead có nghĩa là nhẹ, nếu không nhầm thì nó kiểu những cái nào có từ Lead này nó đều là kiểu siêu nhẹ thì rất thoáng chị em phụ nữ đi. Với mẫu đây, tiếp theo có miếng nhựa này, có ghi chữ Superlight, là miếng nhựa giúp cố định ổn định gót này. Đằng sau này cũng có miếng này, nó cũng là gần như kiểu miếng, đây là miếng phản quang, khi ánh sáng chiếu vào nó lóe sáng. Đây, nó đằng sau lớp vải dệt này, tất cả miếng này đều là miếng phản quang mọi người. Trên dây giày cũng là sợi chỉ phản quang, mọi người có thể nhìn thấy đấy ạ. Đó, siêu nhẹ luôn. Đến cái lót nó làm, nói chung là nó làm mọi cách để cho đôi giày trở nên siêu nhẹ và lại giảm chấn và hấp thụ lực rất tốt với công nghệ Cloud Lead. Đấy, thì cái đôi này, giày này Hùng có 3 màu sắc, đó là màu hồng, màu xám dây cam và màu xanh dương, những cách trẻ trung. Màu hồng phong cách nữ tính, còn màu xám này thì thường cho những người nhiều tuổi hơn và tầm trên 30 thì người ta hay chọn màu xám. Nhưng Hùng bán hàng thì Hùng nhận ra điều đó. Đôi giày này giá gốc của nó đây, mọi người có thể nhìn thấy, đây là cái hộp của nó, nhìn rất lạ đúng không, chữ Trung Quốc, đây Li-Ning, bảng giá, bảng size. Đây, QRF biết gì đây, chả hiểu nữa. Đây, còn đây là mã. Hộp thì nó hơi nát do vận chuyển, nó cứ nhặt từng đôi một, nó chả thế. Giá gốc là 479 tệ, nó rơi vào khoảng 1.650.000. Mã là ARBN058. Dòng giày này là dòng chạy lightweight running shoe, tức là dòng chạy siêu nhẹ, giày chạy siêu nhẹ. Đấy, giá gốc là 1.650.000, bán mức giá 650 cho anh em, không tiếc gì cả, bán mức giá 650 nhá. Hùng còn tưởng Hùng nói nhầm đấy. Đó thì chỉ có size 37 và 38, mỗi đôi thì có một đôi size 37 và size 38, không có size 39 nhá. Đây, màu xám. Đang gió sắp bão rồi. Tiếp theo còn hai mẫu giày nữa, ba mẫu giày nữa Hùng muốn giới thiệu cho mọi người. Đây là mẫu giày nữ. Cũng là một giày tầm cao, thậm chí giày này nó mức giá gốc còn cao hơn cả đôi Superlight, giá gốc của nó là 499 tệ. Nói đến đâu thì cho anh em xem đến đấy. Mã giày luôn đây, AGLL 062. Dòng giày là dòng Stylish, gần giống có thể mình dịch là dòng giày thời trang đó. Giá gốc là 499 tệ. Size 7.5 US cho nữ, tức là size 38, dài 24. Đấy, thì với đôi này là giá gốc 1.750.000. Cũng bán thanh lý nốt 650 cho anh em. Với đôi giày này thì mọi người có thể nhìn thấy form giày rất là gọn và rất là thời trang, nhìn rất là nữ tính và nhẹ nhàng. Công nghệ đế thì nó công nghệ lấy 3 lớp. Lớp đầu tiên đó là lớp bám nền, lớp cao su chống mài mòn. Lớp thứ hai là lớp công nghệ EMAX, và lớp thứ ba là ARC siêu giảm chấn của Li-Ning. Công nghệ đế vải nó sử dụng công nghệ vải dệt rất là dày dặn và giữ form. Đó, trời chắc mưa rồi Hùng giới thiệu nhanh như thế. Còn đúng size 38 một đôi duy nhất thôi. Tiếp theo đôi giày này, công nghệ Flex Shell này, công nghệ giảm chấn Li-Ning Cloud. Đây mọi người có thể nhìn, Li-Ning ARC, mọi người có thể nhìn thấy. Với đôi giày này thì có size 37 và size 38, mỗi đôi còn một đôi, mỗi size còn một đôi, màu đen kết hợp màu tím. Công nghệ đế cũng 3 lớp,
Đấy, đây là dòng siêu giảm chấn, đi cũng khá êm. Giá đây cũng là giày tầm cao, giá gốc là 499 tệ. Toàn giày tầm cao hết mọi người. Hiếm có đôi nào tầm trung lắm, chỉ có 2-3 đôi tầm trung thôi. Đấy, size 37, giá gốc 499 tệ này mọi người. Mã giày này ARHM022 này. Đó, đây nó còn có các chất liệu liên quan này, tự Trung Quốc không đọc được, TPU, EVA, TPU, EVA hay gì này. Đấy thì trời đang sắp tối rồi, dùng giới thiệu nốt cho anh em, giá gốc là 1 triệu, hơi tối này, nhìn nó không rõ lắm rồi. Giá gốc là 1 triệu, anh em cần ảnh thì nhắn tin cho Hùng gửi ảnh. Giá gốc 1 triệu 750 nghìn, giảm còn 650. Nói chung là bán lỗ vốn với bán hoàn vốn thôi. Mà lúc cái thời điểm Hùng nhập vào là lúc gọi là Hùng săn giảm giá từng đôi một, mức giá rẻ nhất luôn mọi người. Đấy, nó có màu, nếu anh chị em không thích màu tối mà thích nữ tính, màu tím này là một lựa chọn rất là tuyệt vời. Tất cả công nghệ các thứ nó giống hệt, nó cùng một mã mà nó khác màu thôi. Cũng 650, với đôi tím này thì có size 37, size 38, size 39 nha. Và đây đôi giày cuối cùng mà Hùng giới thiệu đến mọi người, đôi giày nữ mà Hùng thích nhất, nói thẳng là như thế. Đôi giày nữ cao cấp nhất ở đây, đôi giày cao cấp nhất ở đây. Đây, công nghệ Lightning cũng là ARC. Mã giày là ARHN014. Giá gốc đây mọi người nhìn thấy, Hùng lấy nét. Giá gốc là 539 tệ. Nãy giờ mọi người đã thấy có đôi nào đến mức giá này chưa? Đây là một trong những mức giá cao nhất trong dòng giày chạy của Lightning. À, trong giày đây này. Mọi người cushion running shoe. Running là giày chạy. Cushion. Cushion nó như kiểu siêu giảm chân ấy. Đấy thì cái lớp này là lớp đây ARC đây. Cái lớp này còn nói là lớp cushion ấy, nó tương đương với lớp super cushion của Yonex, thả trứng trên độ cao vài mét xuống, quả trứng rơi xuống không vỡ bật ra ngoài thì mọi người biết nó giảm chấn kinh khủng nào. Dòng nếu mà hỏi Hùng đâu là dòng giày DM nhất của Lightning thì Hùng chắc chắn sẽ nói là dòng này. Nói thẳng luôn vì Hùng đang đi dòng này mà. Hai đôi dòng này luôn. Đấy thì đế của nó cũng có 3 lớp nha mọi người. Giá gốc là 1.9 triệu. 539 tệ, nó rơi khoảng 1.9 triệu. Cổ thun, chúng ta chỉ cần buộc dây và mỗi khi xỏ vào chúng ta chỉ cần kéo cổ ra đút chân mà là đấy. Đây con giày cũng rất đẹp, trời tối rồi đâm ra nếu chị em nào cần ảnh thì Hùng sẽ gửi cho nha. Bây giờ trời tối, bây giờ là tầm 6:30 rồi đấy, tối mới rồi nên là bây giờ nó không đây. Hùng lấy led được rồi nên mọi người có thể nhìn thấy dáng giày cũng rất đẹp. 1.9 triệu, siêu còn 750, size 37, size 38 thôi nhá. Mẹ không bán được thì Hùng tặng em gái, tặng người nhà Hùng. Thực ra Hùng tặng mọi người, mỗi người một đôi hết rồi. Nhưng nếu mà anh em mà không nhận ra cái giá trị đôi giày này thì Hùng sẽ để cho người nhà mình bán đi cũng thấy tiếc. Thật, bán đi cũng thấy tiếc. Đó, tất cả những đôi giày mà Hùng giới thiệu đến mọi người ngày hôm nay. Đây, tất cả những đôi giày. Và trời sắp mưa rồi. Mấy hôm nay thời tiết Hà Nội quá dị, cứ mẹ ban ngày nắng vỡ mặt, ban đêm thì mưa. Tôi cảm ơn tất cả mọi người nhé, Hùng sẽ kết thúc cái video ở đây. Và anh em nào muốn sở hữu cho mình một đôi giày để đi chơi, để đi làm, để đi tập gym, để đi chạy bộ và tập thể thao thì mọi người hãy liên hệ Hùng ngay. Bởi vì đây là mức giá không bao giờ có thể có, không ai có thể đưa ra một mức giá này, Hùng khẳng định luôn. Bởi vì mọi người biết không, Hùng nhặt từng đôi một giảm giá từ rất nhiều các shop Lightning khác nhau ở bên Trung Quốc, xách tay về. Nhập từng đôi một luôn chứ không phải nhập một lô được nha mọi người. Từng đôi một luôn. Và lúc đấy là những lúc mà nó giảm giá ở mức giá sâu nhất, những mức giá không tưởng. Và nó do lẻ sai nên nó có những mức giá như thế. Đó. Tôi cảm ơn tất cả mọi người nha. Hùng khẳng định với mọi người rằng đều là các mẫu giày nổi bật của hãng Lightning, đều là những mẫu giày chất lượng, không gặp bất cứ vấn đề gì về chất lượng và đảm bảo hàng 100% chính hãng. Xin nhắc lại là 100% chính hãng. Giả một Hùng đền 100. Nói thẳng với anh em, check code trực tiếp lại trang chủ Lightning theo hướng dẫn trên video kênh YouTube của Hùng đi. Hùng có khá nhiều video hướng dẫn check code cho anh em rồi, anh em có thể trực tiếp check code. Hoặc là có thể nếu nhắn tin Hùng để Hùng gửi video tận tay anh em check thoải mái nhá. Cảm ơn mọi người. Người ta gọi là giống như kiểu chí phèo rồi, đường cùng rồi, bán hàng để thu vốn về thôi. Vứt đây bận quá không bán được, anh em quyết định hôm nay bỏ một buổi chiều ra để đi bán, thanh lý lỗ vốn anh em. Tôi cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người hãy nếu mà nhu cầu hãy liên hệ và ủng hộ Hùng nhá. Coi như chúng ta đôi bên cùng có lợi, cùng thanh lý hoàn vốn về, còn mọi người thì được mua giày mức giá không tưởng.
Bye bye.